Cuộc thi tiếp theo của các giống chó bản địa là giống Bắc Hà, giống chó lần đầu tiên công nhận chứng nhận giống ngày hôm qua, ngày 24. Hôm nay ngày 25 là cuộc thi này là cuộc thi lần thứ hai ở chó Bắc Hà. Bắc Hà Sù. Ở hạng thi này thì hạng thi của chó đực có hai con màu đen và một con màu trắng. Màu đen thì nhìn ngoài đời nó rất là đẹp, nhưng mà lên video thì hầu như là mọi người sẽ không nhìn thấy gì. Vì cái màu đen này là nó cần cái ánh sáng mạnh thì nó mới nổi được, nó không như màu trắng. Đây, mọi người thấy đen là hầu như là sẽ không nhìn thấy gì. Nhìn thực tế bằng mắt thường thì nó rất là đẹp. Số báo danh 241 chuẩn bị. Số danh 241 vào sân. Số danh 102 ở lại tranh CC. Người vòng chạy tiếp đi.
Cái số bạn danh 239 vào sân. Đấy, hai ông này người ta chấm giám khảo nó nhàn thế. Chấm có một phát đã xong rồi. Phép một viết luôn đi. Một class xong rồi. Bốn thì mình dẫn được thôi, mất công bị như vậy là không có cái tham gia ở cái lần thi đầu tiên của đây là lần thi thứ hai rồi, sáng nay là lần đầu tiên của giống Bắc Hà. Giống chó Bắc Hà, hai con này cũng là hai con buổi sáng nay thắng của cuộc thi buổi sáng ngày hôm nay. Đây là giống chó lần đầu tiên Bắc Hà, là giống chó là lần đầu tiên được chứng nhận giống, và cuộc thi ngày hôm nay là hai cuộc thi đầu tiên của cái giống chó này. Số lượng chó nó ít thôi. Ra là những cái con chó loạt đầu tiên, cái phần thưởng nó tập trung vào hai con, ba con. Mọi người xem cái video tiếp theo sẽ dành cho giống hơ mông cọc ở video tiếp theo.